Rồi, test nhẹ chiếc Future mới là một Future Thái bên độ xe Việt Nam. Con này là một Future. Hôm nay em Future 125 giới thiệu với anh em có mình làm bộ nồi nha. Xe này thì là làm full nguyên bộ luôn. Tại vì cái xe này, xe đi bào nha, bị tình trạng là cháy bố nồi rồi, sẽ cho anh coi luôn ha. Phần cái chuông nồi của chủ xe thì bị là sọc chuông hết nè. Đó, không còn cái độ bám nha. Phần bố thì bị mòn chai nè, mòn chai là chảy rất lì về xe nha. Đó, chủ xe muốn cho xe cái nồi bóc lên ha. Rồi cho anh em coi phần cái nồi sau nè. Cái nồi sau hãy hình thang bọn ninh luôn nha, cái đen thui luôn rồi đó, không còn cái độ bám nữa. Và cái này thì nó chuyển thành thang luôn đó. Hai nhôm nồi chủ xe thì bị là mòn lõm xuống nè. Có bên này thì mình sẽ đi là full nồi chủ xe là phần cái bộ nồi full Thái luôn nha, không có đi là nồi dán bố ha, full Thái cho anh em luôn. Rồi cho anh em coi sơ qua nồi full cái nồi Thái ha, để cho anh em tham khảo. Rồi thì mình sẽ đi khu vực cho anh em ha, gồm phần là cái cặp nhôm nồi nè, tay mình hơi dơ mình lau lại cho anh em để cho nó khỏi bị dơ đồ ha. Rồi phun cái phần là cặp nhôm nồi mình khui bịch luôn nha ha, chút nữa ráp khỏi phun nha. Sẵn đây khui bịch luôn đi để cho anh em coi rồi cho anh em tham khảo. Hai nhôm nồi mới chăm chăm ha, với sơn nguyên trắng đẹp nha, phun Vinh Thái ha. Đi phun cho anh em là phần cái nồi sau là phun bố Thái nè, gồm là bốn bố Vinh Thái nè, bố bạn lớn nha, quá đã ha. 1 2 3 4 ha, bốn bố Vinh Thái nha. Rồi phần đi sắt Vinh Thái luôn, combo là ba sắt Vinh Thái nè, đó trắng đẹp như kia nha, 1 2 3 ha, quá đẹp cho anh em. Rồi đi cho chủ xe là phần xấu của lò xo nồi Thái là cái lò xo cũ thì anh em thấy là bị là lún xẹp rồi, cho anh em coi luôn để cho anh em khỏi thắc mắc. Rồi lò xo cũ thì nó bị lún hơn cái lò xo mới ha, lún 2 ly nha. Đó rồi phần cái chuông sẽ đi là chuông nồi Vinh Thái nè, mới chăm chủ xe đó, bao đẹp cho anh em, full Vinh Thái nha. Rồi bố Thái luôn, mình sẽ đi chủ xe combo là ba bố Thái, 1 2 3 full Vinh bố Thái nha, bố vào ngoài chủ xe ha, không có đi bố dán nha. Đó anh em mà muốn làm có bình cái bộ nồi Thái cho dòng Future 125 thì ghé ủng hộ bên độ xe Việt Nam nha, mình sẽ kiểm tra làm đầy đủ cho anh em bộ nồi đấy nha. Rồi chào anh em. Rồi chào anh em Future 125, giới thiệu với anh em có bình ráp bộ nồi full Thái nha. Xe này thì bị nồi cháy bố nồi đó, cháy đen thui luôn, mình thay full bộ nồi Thái vô xe đó. Thì đầu tiên mình sẽ cho phần cái lá bố vào phần cái đế nồi nha, tới phần lá sắt. Sắt thì nó có hai chiều, anh này để chiều côn nằm trong, còn cái chiều bén nằm ngoài nha. Đó cứ một bố một sắt ha, có bình đó là 4 bố 3 sắt và 6 lò xo nồi đó. Rồi thứ hai cho bạn ép nồi vô, mà ép gồm có là 6 chân nha. Sau khi cho bạn ép nồi vô xong, mình tiến hành là cho cái lò xo nồi. Lò xo thì nó có hai chiều, anh em để chiều lớn nằm dưới, còn cái chiều nhỏ nằm trên nha. Rồi test nhẹ chiếc Future mới là một Future Thái bên độ xe Việt Nam. Con này là một Future trước sau luôn. Thay phun chuông bố càng, bố sắt lò xo này sau nha. Mình test nhẹ rồi mình giao xe chủ xe nha anh em. Rồi mình đã test về nha, phun bộ nồi Thái chiếc Future nha. Bao nhẹ nhàng. Đó, anh em muốn làm nồi Future thì ghé bên độ xe Việt Nam nha. Đó, lên là báo bóc cho anh em ha, phun bộ nồi Thái chiếc Future nha. Ok nha, cùng có mình nồi Thái dòng Future 125. Mình làm nồi Vinh Thái nha, Vinh Thái chạy bền nhẹ nha, không phải làm nồi độ nha. Đó, chạy bền êm cho anh em. Dính nhẹ lên ha. Quá ok cho anh em. Future 125. Quá ok. Rồi, anh em muốn làm một nồi Future thì ghé ủng hộ bên độ xe Việt Nam. Mình đang hành làm những con xe khác nha. Hôm nay là full xe nha, full xe. Đó. Từ trong ra ngoài, đầy xe cho bên tiệm độ xe Việt Nam luôn. Tranh thủ qua sớm làm xong sớm nha. Đó, mình viết hóa đơn phải đầy đủ cho anh em luôn ha. Ở trong nhà là full xe này nha anh em ha.